Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ đặc biệt gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà phố siêu đẹp với vị trí cực kỳ đắc địa luôn nha quý vị. Căn nhà nằm ngay trục đường Quang Trung, một trục một xẹt, thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê. Một căn nhà phố có thang máy, thiết kế với nội thất tặng kèm xịn sò lên tới gần 2 tỷ đồng khi mua. Căn nhà thiết kế một trệt, một lửng và 4 tầng lầu. Căn nhà phố nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với siêu thị Copmark Quang Trung, vị trí rất là đẹp, một căn nhà phố cực kỳ sang, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 6 phòng, trong đó chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, 1 phòng karaoke, 1 phòng sông hơi, spa, chăm sóc sức khỏe, khu vực tập thể dục thể thao và phòng giặt, phòng thờ cũng như là sân thượng trước sau. Đây là một siêu phẩm nhà phố cực kỳ đẹp và có vị trí cực kỳ hiếm quý vị. Căn nhà phố thiết kế đẹp và có hướng chính đông đang chào bán với giá rất là tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng tham quan mặt tiền, mặt chính cũng như là con đường, khu phố trước nhà. Đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà nha quý vị. Căn nhà hẻm một trục một xẹt của đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng chính đông, một trệt, một lửng và 4 lầu với diện tích khuôn viên đất cực đẹp, ngang 4m2, sâu vào 16m, xây full và được chủ nhà xây mới 100%, thiết kế hoàn hảo, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và chúng ta cùng tham quan con đường trước nhà nhé. Trước nhà mình là một con đường một trục một xẹt thẳng tân ngay sát bên siêu thị Copmark và kề bên với ngã tư Quang Trung và Thống Nhất, như là gần ủy ban dân quận Gò Vấp, ngay siêu thị Copmark này quý vị. Và vị trí rất là đẹp nha, hướng chính đông, rất là mát mẻ và phù hợp cho quý anh chị, cô bác, cô chú chúng ta thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Khu này thì quý vị di chuyển xe hơi, xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung khoảng tầm chưa tới 100m quý vị. Vị trí rất là đẹp luôn và đường thẳng vào nhà mình. Và chúng ta sẽ cùng vào bên trong tham quan khu phố trước nhà nhé. Cũng như là con đường thì chỉ có một mặt nhà thôi, sát bên với siêu thị Copmark này. Và chúng ta sẽ cùng vào bên trong để tham quan thực tế toàn bộ kiến trúc căn nhà nha quý anh chị. Tiến vào bên trong căn nhà thì chúng ta sẽ có nhà đỗ xe hơi bên ngoài. Khu vực nhà đỗ xe hơi này thì đỗ vừa xe hơi 4-7 chỗ, có lớp cửa cuốn bên ngoài và lớp cửa nhôm lùa bên trong. Ở đây thì quý vị sẽ có nhà đỗ xe hơi, chúng ta đỗ xe hơi 4-7 chỗ. Khu vực này thì có tủ giày dép và có ốp gạch đen cao phun tường. Phía dưới thì có đổ bê tông, bên trên có đèn trần, đèn led rất là lung linh. Và di chuyển vào bên trong khu vực nhà đỗ xe hơi sẽ là tủ giày dép phía sau khu vực đỗ xe hơi. Và chúng ta sẽ có cầu thang bộ, cầu thang máy. Cầu thang bộ, cầu thang máy thì đối diện nhau và nhà thì sử dụng hệ thống điện smartphone thông minh. Chúng ta sẽ có cầu thang máy ở đây là 630kg nhá. Thang máy gia đình. Đây là cầu thang máy này. Và phía sau là khu vực lấn ngược, không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có sofa, tủ kệ tivi, hai bên tường có ốp kính caro, ốp than tre, có màn hình tivi 65 inch, tủ kệ trang trí, tủ kệ rượu và bộ sofa rộng, dưới nền thì ốp gạch 1m2, bên trên có quạt trần Panasonic nè quý vị. Sau nhà thì chúng ta sẽ có sân sau 1m và có trồng cây xanh. Căn nhà này thì chủ nhà xây mới 100% nhé, thiết kế phải nói là hoàn hảo quý vị. Đang chào bán với mức giá thanh khoản chỉ hơn 13 tỷ một tí thôi. Quý anh chị, cô bác, cô chú quan tâm đến căn nhà này thì alo trực tiếp ngay về cho em Huy Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà hướng đông đẹp tuyệt vời trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn nhà có vị trí vô cùng đắc địa nha quý vị. Một trục một xẹt đường Quang Trung, ngay siêu thị Copmark và sát bên là bệnh viện Hồng Đức, bệnh viện Gò Vấp, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị, nhà thờ, bệnh viện. Và di chuyển qua sân bay Tân Nhất chỉ khoảng tầm chưa đến 10 phút đi xe máy thôi, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi nha mọi người. Vị trí một trục một xẹt này thì quý vị ở mướn phòng công ty cho thuê, hoặc là quý anh chị những cô bác nào thích nhà một xẹt một trục đường Quang Trung thì chúng ta có thể ghé tham quan cái sản phẩm nhà phố ngang 4m2, sâu vào 16m, xây phun đất và thiết kế tới một trệt một lửng 4 lầu, có thang máy này nha quý anh chị. Chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên trên tham quan không gian tầng lửng ngược, khu vực không gian phòng bếp của căn nhà nhé. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có gara xe hơi, khu vực lửng ngược phía sau là không gian phòng khách và trên tầng lửng ngược sẽ là không gian phòng bếp, phòng ăn. Cầu thang ở đây chúng ta sử dụng hệ thống cầu thang treo với lan can gỗ đỏ, tay vịn gỗ đỏ và lan can kính kết hợp với mặt đá hoa cương và đèn led. Không gian bếp sẽ có đầy đủ trang thiết bị nội ngoại thất như là tủ lạnh Toshiba, bếp âm, lò nướng, khu vực để máy rửa chén bát, bồn rửa chén bát, kệ để chén bát, bếp âm, bàn đáo, bàn ăn 6 ghế. Hai bên tường có ốp nhựa, ốp kính caro và có quạt trần Panasonic bên trên. Ngoài ra thì chúng ta còn có bàn đáo này, rồi có cửa 4 cánh ra khu vực ban công mặt tiền chính, có trồng cây xanh bên ngoài và không gian bếp, phòng ăn,
Phòng bếp phải nói là đẹp tuyệt vời luôn quý vị. Chúng ta đang đến với không gian phòng bếp, phòng ăn ở căn nhà, một căn bếp với đầy đủ trang thiết bị nội ngoại thất tặng kèm và thiết kế vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Căn bếp với nội thất xịn sò tặng kèm. Và chúng ta sẽ cùng tiến lên bên trên tham quan không gian của các phòng ngủ nhé. Cầu thang thì có đèn led chiếu sáng, kế bên là hành lang cầu thang máy của thang bộ. Tường cầu thang lên thì có ốp gạch trang trí và chúng ta đang tiến lên không gian phòng ngủ này quý vị. Nhà này thiết kế lệch tầng. Và chúng ta sẽ cùng tiến vào không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ cực kỳ rộng quý này. Với giường ngủ 2m, tủ áo, tủ kệ để đồ, cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì có trồng cây xanh, có bàn đọc sách, khu vực giá kệ sách, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm. Đầu giường có ốp nhựa, ốp những tấm thân tre, nhìn rất là tuyệt vời. Dưới nền thì ốp gạch 60m2, chăn ga gối nệm, tủ áo, bàn trang điểm đầy đủ hết và có cả máy lạnh tặng kèm. Nhà này thì sử dụng hệ thống điện điều khiển bằng smartphone thông minh. Quý vị có thể điều khiển điện bằng thiết bị điện thoại di động nhé. Và phòng vệ sinh của căn nhà thì chúng ta sẽ có lavabo rửa mặt bồn cầu được đặt bên ngoài. Bên trong là bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và bồn cầu âm tường. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian phòng ngủ có phòng số 1. Và qua phía sau đây chúng ta sẽ cùng em đến với không gian phòng số 2 nhé. Phòng số 2 căn nhà thì cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ để đồ đóng phun trần, bàn làm việc ngay cửa sổ và có tủ kệ sách cũng như là vệ sinh thì có vòi tắm hoa sen âm, bồn cầu, lavabo rửa mặt và bồn cầu thì được âm vào tường nên nhìn rất là gọn gàng luôn nha quý vị. Kế bên đây thì quý vị sẽ có bàn làm việc, bàn đọc sách này, rồi cửa sổ ra khu vực chính trời phía sau. Đầu giường thì có ốp những cái tấm than tre nhìn rất là đẹp, dưới nền thì ốp gạch 60m2, máy lạnh được đặt ngay trên cửa ra vào. Và tiếp tục lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 3 và số 4 này. Cầu thang ở đây thì được sử dụng hoàn toàn đèn led chiếu sáng và có lan ngăn kính tay vịn gỗ đỏ nhìn rất là sang nha quý vị. Tiếp tục lên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 3 và 4. Căn nhà này thì có 6 phòng, trong đó thì chủ nhà đầu tư cho mình 4 phòng ngủ và một không gian phòng karaoke kết hợp với một không gian phòng spa, tập thể dục, chăm sóc sức khỏe. Phòng ngủ số 2 này thì quý vị nhìn thấy này, phòng ngủ số 3 thì cũng nhìn thấy rất là đẹp. Có bàn đọc sách, bàn làm việc, cửa sổ ra khu vực ban công mặt tiền chính, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, đầu giường có ốp nhựa, bàn làm việc, bàn trang điểm, bên này là tủ kệ tivi, tủ áo và máy lạnh cũng như là vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì chúng ta cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, bồn tắm nước vách ngăn và quạt hút mùi Panasonic. Phòng vệ sinh thì ốp gạch lên cao phun tường. Tiếp tục lên đây chúng ta sẽ đến với không gian của phòng ngủ. Chúng ta sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 4 quý vị. Phòng ngủ này thì cũng được làm phải nói là tuyệt đối là đẹp luôn nha. Rộng rãi, thoáng mát. Giá bán chủ nhà rao bán là 13 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng. Có hỗ trợ vay ngân hàng và hỗ trợ thương lượng trực tiếp chính chủ. Liên hệ sang nhà bên Huy Hùng sẽ rẻ hơn những cái bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn. Và bên em thì có làm giá tốt cho quý vị mua, chúng ta mua được giá hời này. Rồi hỗ trợ quý vị vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 đến 6% một năm thôi. Và tiếp tục chúng ta lên trên sẽ là không gian của phòng karaoke và phòng xông hơi spa, chăm sóc sức khỏe kết hợp với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nhé. Chúng ta sẽ cùng tiến lên không gian lầu 3 tham quan không gian phòng số 5 và số 6 của căn nhà. Phòng số 5 sẽ là không gian phòng karaoke. Chúng ta sẽ có dàn karaoke âm thanh, màn hình TV 65 inch, sofa, bên trên có đèn trần, đèn led, cửa sổ ra mặt tiền chính, có hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ sofa rộng này và có luôn máy lạnh. Bên này thì có màn hình TV 65 inch. Rồi dàn karaoke thì khá là xịn sò luôn. Đây là không gian phòng karaoke gia đình ở trên khu vực lầu 3, phòng số 5. Phòng này thì chủ nhà thiết kế vệ sinh ngoài với lavabo rửa mặt, bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Cầu thang thì được chạy đèn led từ trên xuống dưới nhá. Và chúng ta sẽ cùng tiến lên không gian phòng xông hơi, phòng spa. Phòng này thì quý vị kết hợp giữa không gian phòng thay đồ này và bên trong sẽ là không gian phòng xông hơi khô, xông hơi ướt, tắm nằm, massage. Ở phía sau đây
và sẽ có phòng xông hơi khô đá nóng này, xông hơi ướt này, bồn cầu âm tường này, lavabo rửa mặt này, bồn tắm massage và cửa sổ ra khu vực giếng trời sân sau. Căn nhà phố này thì đầu tư và thiết kế ngoại thất phải nói là tuyệt vời quý vị, đẹp tuyệt vời luôn. Chủ nhà thiết kế với lối kiến trúc đẹp và sang xịn, cũng như là nội thất bên trong lên tới gần 2 tỷ đồng. Cầu thang máy thì chúng ta có di chuyển lên tới khu vực lầu 5 luôn nhé. Chúng ta đang vào cầu thang máy để di chuyển lên lầu 5, không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý anh chị, cô bác, quý bác quan tâm đến căn nhà hướng chính đông ngang 4m2 sâu vào 16m xây full, một trục một sẹt có đường Quang Trung, phường 11 ngay siêu thị Cốc Mắc, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này. Hãy alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình và chúng ta sẽ ra khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nhé. Đây là khu vực không gian phòng giặt đồ này. Ta có không gian phòng giặt đồ đây. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có sân thượng sau để phơi đồ. Sân thượng sau được chủ nhà rào chắn và lợp mái xung quanh rồi. Có dàn lam cao và bên trên thì có máy của thang máy cũng như là máy lạnh, khu vực cục nóng máy lạnh và năng lượng mặt trời, bồn nước. Và bên ngoài đây sẽ là không gian phòng thờ và sân thượng trước này. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ nhé. Và sân thượng trước của chúng ta ở đây thì có bộ bàn ghế sắt này, có rào chắn xung quanh này, rồi có bếp trên sân thượng này quý vị. Và căn nhà hướng chính đông này thì đang được chủ nhà rao bán với mức giá là 13 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng hỗ trợ vay ngân hàng. Căn nhà ngay kề bên siêu thị Cốc Mắc Quang Trung. Quý vị, cô bác, cô chú quan tâm thì gọi ngay cho Hùng để đến tham quan và sở hữu nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.